Ok, xin chào bạn. Tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái chủ đề liên quan đến việc đi đầu tư bất động sản. Có một câu hỏi như này: tôi đang đầu tư bất động sản ở một cái thị trường rất là cạnh tranh. Làm thế nào để tôi có lợi thế trong cái việc đi đầu tư? Tôi ví dụ có những bạn đang làm cái công cụ là thuê nhà cho thuê lại hay là quản lý cho thuê. Có một số bạn thì làm cái công cụ là mua nhà sửa rồi bán, hay một số bạn làm công cụ là đầu tư bất động sản vendo, hay một số bạn là đi đầu tư bất động sản dự án. Thì một cái câu hỏi là làm thế nào để có cái lợi thế khi đi đầu tư bất động sản ở một cái thị trường mà có nhiều đối thủ cạnh tranh? Thì tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái bí quyết. Tức là thường có hai cái loại tài sản. Loại tài sản thứ nhất là những cái tài sản phổ biến, rộng rãi mà hầu hết mọi người đều biết. Tôi ví dụ như là những cái tài sản đăng ở trên báo, trên mạng, trên internet, hay là những cái tài sản mà có thể xem được trên các cái trang web về bất động sản. Và cái loại tài sản thứ hai tôi xếp nó vào là những cái tài sản mà ít người biết hơn và những tài sản có tính chất thông tin nội bộ hơn. Tôi ví dụ có một người chủ nhà, người ta muốn bán nhà và người ta gửi cho một cái người môi giới, thì chỉ có duy nhất cái người môi giới này họ biết cái tài sản này thôi, và cái người môi giới này lại giới thiệu cho bạn cái nhà này hoặc cái bất động sản này, và bạn có thể một mình vào thong thả đàm phán, và đôi khi cái người môi giới lại cùng một phe với bạn. Thì đấy là một cái lợi thế rất lớn, tức là gì, bạn không có đối thủ cạnh tranh khi vào thương thảo với tài sản này, vì cái người chủ nhà họ quá tin tưởng người môi giới, họ cũng không biết làm về marketing quảng cáo nên bạn không có đối thủ, và bạn có thể thong thả đàm phán để đạt được cái mục đích của mình khi đầu tư cái tài sản này. Đấy là một cái lợi thế rất là lớn, lợi thế về mặt thông tin. Một kiểu tài sản khác mà ít người biết, tôi ví dụ như là một cái tài sản thanh lý ở trong ngân hàng, chỉ có là bên cán bộ tín dụng hay là bên thanh lý nợ xấu của bên ngân hàng họ biết cái thông tin tài sản này, và họ cũng chỉ giới thiệu cái thông tin tài sản này cho một mình bạn mà thôi. Hoặc là cái người cán bộ tín dụng này biết là cái người đang vay ngân hàng này đang có cái rắc rối về tài chính và người ta nói riêng với bạn, thì tôi cũng xếp nó vào đấy là một cái loại tài sản mà ít người biết thông tin. Thì những cái người mà đi đầu tư những cái loại tài sản mà ít người biết thông tin thường là có lợi thế hơn. Lợi ích của bạn khi ở cái bài học này là bạn bắt đầu không chỉ xem những cái loại thông tin phổ biến nhiều người biết, nhiều người tranh nhau, mà bạn cần phải đi tìm những cái loại tài sản nó quý hơn, hiếm hơn và là cái thông tin ít người biết hơn. Ở cái loại tài sản phổ cập nhiều người biết thì bạn nên sử dụng một cái được gọi là tốc độ. Tức là ví dụ một cái thói quen trước đây của tôi, ví dụ như là tôi thường đọc báo, đọc internet từ sáng sớm, hoặc là tôi cập nhật thông tin liên tục. Ví dụ như là có những cái tài sản vừa đăng cách đây khoảng 5 phút, có thể là lập tức là có người của tôi gọi và đi xem tài sản luôn. Hay là tôi ví dụ như là buổi sáng khi báo vừa ra tôi đọc báo và tôi thấy một cái tài sản lập tức tôi gọi và tôi đi xem luôn. Nếu tôi thấy cái tài sản đó hợp lý tôi thao tác, tôi đặt cọc luôn. Thì với những tài sản phổ biến thì bạn nên sử dụng cái sự tốc độ, sự tốc độ, sự nhanh nhẹn của mình, có thể là bạn hoặc là đội ngũ của bạn với những tài sản. Và cái thứ hai là bạn phải mở rộng ra những thông tin tài sản ít người biết. Thì đây là một cái chiến lược, một cái phương pháp sẽ giúp cho bạn có cái lợi thế cạnh tranh khi bạn đi đầu tư. Thì qua video này tôi chúc bạn là gặp nhiều may mắn khi đi đầu tư và thành công trong kinh doanh. Xin chào và hẹn gặp lại.